Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì em xin giới thiệu cho tất cả các bác các mẫu điều hòa có giá thành cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc là cho những các bác nào mà có người lao động có thu nhập thấp để các bác cũng muốn lắp cho cái phòng trọ hoặc là khu vực nhà mình có một chiếc điều hòa. Trong mùa hè năm 2023 thì hứa hẹn là rất chỉ là nóng. Do đó mà những dòng giá rẻ và tầm ai cũng mua được thì các bác hãy cùng em theo dõi cái video lần này xem là có những dòng điều hòa như thế nào. 9.000, 12.000, 18.000 hoặc là 24.000. Giá thành thì dao động từ 4-5 triệu đồng trở lên thì các bác sẽ sở hữu được một trong những mẫu điều hòa tốt nhất ở trên thị trường bây giờ rồi. Đấy, nói chung là có đầy đủ chọn gói cả công và vật tư lắp đặt của bên em rồi nhé. Tức là ở với cái giá thành bên em bán cho các bác thì các bác không phải đi thuê thợ này, không phải đi mua vật tư này, và bên em sẽ cử người mang vật tư về đến lắp đặt tại nhà cho các bác và mọi người chỉ việc sử dụng thôi với các mẫu điều hòa như thế này. Hiện tại thì siêu thị EcoBắc đang trưng bày cũng như là bày bán lắp đặt các mẫu điều hòa thương hiệu nổi tiếng như Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Aqua, Gree, Saab, Samsung, Copper, vân vân. Rất nhiều các mẫu điều hòa ở đây, Furiki hay là Media đều có đầy đủ. Em sẽ đi lần lượt từng cái dòng điều hòa một từ ở phía trong góc bên này ra phía bên ngoài để các bác tìm hiểu nhé. Chúng ta đi từ bên từ dãy bên này đi, đi vòng theo hướng bên này, đi vòng theo hướng này để tìm cho tất cả các mẫu điều hòa làm sao mà các bác phù hợp với giá thành với những người chúng ta có nguồn thu nhập không phải là cao lắm. Cái đấy em ok. Thì những cái model đầu tiên thì em xin cập nhật cho mọi người những dòng điều hòa ví dụ như là của Aqua ở đây. Aqua thì năm nay khá ít model chưa có về. Chúng ta có dòng 12.000 và 18.000 đăng ký ở đây thôi. Với dòng 12.000, dòng cơ không có Inventor, chúng ta đang có chọn gói lắp đặt rơi vào khoảng độ là 7.400.000. Khoảng độ 7.430.000 các bác nhá. Em đọc chọn là 7.430.000 là em sẽ tặng chọn gói cả công và vật tư lắp đặt. Đấy, với dòng 18.000 thì một chiều Inventor thì em đang lắp đặt chọn gói là 14.390.000. Cả hai dòng này thì hàng của con Inventor thì hàng của Thái Lan, còn con cơ thì hàng của Việt Nam. Và chúng ta đều được bảo hành là 2 năm toàn máy và 5 năm của lốc máy. Hàng có nhiều xuất nguồn gốc xuất xứ khác nhau các bác nhé. Đấy là dòng cấp của Aqua thì sơ qua có 2 model. Các dòng khác thì ở đây có Gree. Gree thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho dòng 9.000, 12.000, 18.000 và kể cả 24.000. Một chiều, hai chiều, thương hiệu Gree nó có đầy đủ. Và toàn bộ Gree thì hàng cơ thì các bác được bảo hành 3 năm toàn máy và 5 năm của máy lốc máy bên ngoài. Còn riêng dòng Inventor thì các bác được bảo hành lâu hơn với bảo hành là 5 năm toàn máy và 10 năm của lốc máy. Inventor các bác nhé, riêng Inventor. Thì đợt này các bác mua Inventor nhiều hơn. Inventor nhiều hơn. Với cái giá thành của Inventor của bên Gree 9.000 nó dao động từ hơn 7 triệu. Đó, 7 triệu 730 là chọn gói cả lắp đặt. Đấy, với cái model là như thế này. Model là này, 7 triệu 730. Còn đối với 12.000 thì bên em đang lắp đặt chọn gói là 9 triệu 200.000. 9 triệu 200.000 model của Gree. Còn các dòng rẻ hơn thì các bác mua dòng cơ thôi. Đấy, dòng cơ thì ví dụ như là cơ 9.000. 9.000 dòng cơ thì bên em đang lắp đặt chọn gói thì có hơn 6 triệu thôi. 6 triệu 850.000, 6850. Và 12.000 cơ thì đang bán là hơn 8 triệu 700.000 là chọn gói cả lắp đặt. Thì nếu mà các bác nào ở khu vực xa quá thì bên em chỉ bán được máy không về đấy thôi, thì các bác sẽ được trừ đi 800.000 để mọi người có thể lấy số tiền đó các bác mua vật tư và thuê thợ ở nhà lắp, thì bên em sẽ giao máy cho các bác đấy, xa quá. Còn khu vực bằng quanh bán kính 30-35 km thì bên em sẽ về tận nơi để lắp đặt cho mọi người. Vẫn miễn phí cho các bác là 20 km đầu tiên thôi nhá, 20 km đầu tiên. Và những cái dòng giá ở phía bên này, xoay sang bên tay trái, chúng ta có của Saab và của Furiki. Với những dòng tầm thu nhập mà rơi vào tầm độ 4-5 triệu đồng thì các bác sẽ mua những dòng như của Furiki hoặc của Copper. Ví dụ như Furiki ở đây thì bên em đang lắp đặt chọn gói cho con Furiki 9.000 một chiều. Giá đang lắp đặt chọn gói là 5.570.000. 5.570.000, còn các bác lấy máy không thì cũng trừ đi 800.000 thì còn có hơn 4 triệu thôi. Còn có 4.770.000, 4.770.000 là hơn 4 triệu đồng cho con Furiki 9.000.
Còn con 12.000 thì đắt hơn khoảng 1 triệu, nó rơi vào 6.750.000. 6.750 cho con này là cả lắp đặt. Còn các bác lấy máy không thì cũng trừ đi là 800.000. Đấy. 18.000. Các bác cũng lắp cho 18.000 thì giá nó sẽ rơi động từ 10.170.000 là cả lắp đặt. Đấy, 10.170, còn các bác lấy máy không trừ đi 900. Thì mọi người lưu ý cho em là những dòng Fuliki thì hàng của Thái Lan, có cái hàng của Thái Lan, Malaysia, 72 năm toàn máy và 5 năm của lốc máy bên ngoài. Gri lúc thương hiệu thứ hai em giới thiệu đó là hàng của Trung Quốc, nội địa Trung các bác nhá, dùng rất bền. Đấy là của Fuliki. Fuliki thì các bác có thể lắp lên những dòng Inventor giúp em. Ví dụ như Inventor dòng 12.000. Inventor 12.000, bên em đang lắp đặt trọn gói cho các bác là còn 7.430 là cả lắp đặt. 7.430. Nếu các bác lấy máy không trừ đi 800.000. Một số ưu nhược điểm của các dòng máy tầm thấp như này, như Fuliki hay là Saab hoặc là Capper, Gri. Những dòng này sẽ phù hợp với các bác nào có nguồn thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng. Chúng ta đi công nhân hoặc là lắp cho phòng trọ, sinh viên thì giá nó sẽ hợp lý. Đấy, bởi vì chúng ta không cần quá cấp thiết phải dùng dòng cao cấp. Và khi mà lắp đặt ở những khu vực đó thì các bác dễ rời, tháo rời. Và hoặc là chúng ta có thể bán đi hoặc là có thể mang về quê. Đó, chúng ta có thể sử dụng. Với những dòng tầm như thế này, các bác mua giá rất rẻ và bên em sẽ bao nó cho lắp đặt trọn gói cho mọi người. Con 12.000 và 9.000 của bên Saab thì bên em kê bên này. Saab thì toàn bộ hàng của Thái Lan và được bảo hành 1 năm toàn máy, 5 năm của dàn tản nhiệt, 15 của lốc máy, bảo hành rất lâu mọi người nhá. Rất lâu. Và đối với dòng Saab này thì đều là dòng Inventor, chúng em không có dòng cơ. Hai dòng 9.000 và 12.000 đều dòng Inventor. 9.000 bên em đang lắp đặt trọn gói là rơi vào là 8.020.000. Còn Saab 12.000 Inventor thì đang lắp đặt trọn gói là 9.200.000. Là chọn gói cả công bằng vật tư lắp đặt cho hai con Saab này. Giá rất rẻ coi nhé. Giá rất rẻ. Phía bên này thì bên em có thêm các dòng, ví dụ như là của Mitsu, Daikin, Bala, LG, Samsung và Capper ở phía ngoài nữa. Chúng ta đi từ bên Mitsu nhé. Mitsu thì chúng ta sẽ có các dòng như là 9.000, 12.000. Mitsu thì bên em, hiện tại thì đang không còn quá là nhiều model. Tại bên em đang có dòng 12.000 Inventor. À, con này là 12.000 dòng cơ thôi nhé. 12.000 Mitsu Hybrid 1 chiều chạy ga là 410. Con này giá hiện tại lắp đặt trọn gói rơi vào là 10.200 là cả lắp đặt trọn gói. Còn con 9.000 ở phía trên là con 2 chiều Inventor thì bên em đang lắp đặt trọn gói rơi vào là 11.150.000 cả lắp đặt trọn gói. Mitsu thì hiện tại hàng trên thị trường bên em đang không có quá nhiều. Thì các bác có thể, nếu mà đang tham khảo Mitsu có thể mua ngang sang các thương hiệu khác, ví dụ như của Gri hoặc của LG. Giá thành nó sẽ tương đương như nhau nhé, tương đương như nhau và đều là hàng của Thái Lan, đều hàng Thái Lan. Phía bên cạnh này thì bên em đang có thương hiệu là nổi tiếng nhất vẫn sẽ là Daikin và Bala. Hai thương hiệu đứng đầu trong các cái mẫu dòng điều hòa treo tường ở trên thị trường. Và những dòng này thì đang dao động giá, thì tất nhiên rồi, khi mà các bác lựa chọn mua Daikin và Bala, giá nó sẽ cao hơn các thương hiệu khác. Tuy nhiên thì đổi lại các bác được cái chất lượng, nó sẽ được là ưng ý. Và trong cái video lần này thì hai thương hiệu này em sẽ cập nhật cuối mà nhé, vì giá thành nó sẽ tương đối là cao. Để mà tầm trung và tầm thấp thì các bác sẽ lựa chọn sang các dòng thương hiệu khác, ví dụ như của LG và Samsung Capper bên này. Giá nó sẽ được ổn định hơn và lắp đặt phù hợp cho tất cả các khu vực mà phòng trọ hoặc là khu vực nhà dân, người lao động có thu nhập thấp thì các bác lựa chọn những dòng này giúp em. Ví dụ như con Capper ở đây thì rất nhiều các bác hỏi em dòng Capper thì hàng của Thái Lan và được bảo hành là 3 năm toàn máy, 5 năm của lốc máy bên ngoài. Capper 9.000 và 12.000 Inventor là được các bác lựa chọn nhiều nhất. Với 9.000 Inventor thì bên em đang lắp đặt trọn gói cho bác. Giá hiện tại bây giờ là 6.550.000. 6.550.000 các bác nhá. Thì cái giá này nó sẽ dao động tùy cái thời điểm. Lúc thì nó giá dưới khoảng 6.300, 6.400, 6.500. Và khi mà càng về mùa hè càng nóng thì cái giá nó sẽ càng cao lên. Các bác nếu cho em như vậy. Đấy, chứ không phải là giá nó cố định mọi nhá. Các bác mua hàng thì cứ có thể gọi điện trước hoặc là có thể tham khảo giá trước khi chúng ta mua. Chứ giá nó không thể cố định cho
từng thời điểm trong cái mùa hè năm nay. Với con 12.000 của Capper Inventor thì bên em đang lắp đặt trọn gói cho con này, nó rơi vào là 7.530.000. 7530 và 6550 nó chênh nhau khoảng 1 triệu đồng cho các mẫu 9.000 và 12.000 Inventor của Capper. Đấy, giá cũng rất rẻ với tầm độ 6 và 7 triệu đồng. Nếu các bác lấy máy không thì trừ đi 800 thì nó rơi còn là lên trên 5 triệu và trên 6 triệu thôi cho cái dòng 9.000 và 12.000 Inventor. Còn dòng cơ thì tất nhiên rồi, cơ nó sẽ rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng so với dòng này nữa. Thì các bác cứ trừ đi cho em tầm độ 4 đến 5 triệu cho các dòng cơ của Capper. Ví dụ như là các con Capper lớn nhất của 24.000. 24.000 Capper là cái dòng to nhất thì các bác sẽ lắp cho những phòng cực kỳ rộng. Ví dụ các bác nào ở trọ nhiều đông, phòng rộng thì các bác có thể lựa chọn con Capper là 24.000. 24.000 chọn gói lắp đặt cũng chỉ rơi vào 14.100.000 thôi. 14.100.000 là chọn gói cả lắp đặt cho con Capper 24.000 một chiều không có Inventor. Đấy. Còn con 18.000, nếu các bác lắp 18.000 mà có Inventor thì cũng chỉ rơi vào là 13.600.000 thôi. 13.600.000 là cả Inventor rồi. Các bác nhìn Inventor thì nó sẽ có cái logo là Inventor ở đây. Inventor ở đây. Còn dòng cơ thì nó không có mà nhá. Cơ thì không có tiết kiệm điện. Thì cái tiết kiệm điện này thì nhiều các bác hỏi em là dùng thì bao lâu thì tiết kiệm điện và dùng như thế nào thì tiết kiệm, thì các bác biết rồi. Đối với dòng cơ và Inventor nó chỉ khác nhau mỗi cái phần tiết kiệm điện và phần lọc bụi, lọc không khí, kháng mùi khử khuẩn tốt hơn. Và khi mà các bác đặt nhiệt độ trong phòng đủ nhiệt độ rồi, ví dụ các bác đặt nhiệt độ trong phòng là 22 độ C thì máy nó tự động ngắt, máy cơ tự động ngắt, còn máy Inventor nó vẫn tiếp tục chạy, thì bắt đầu từ đấy thì nó đã bắt đầu tiết kiệm điện cho các bác rồi, chứ không phải dùng các bác dùng 3-5-7 tiếng nó mới tiết kiệm rồi nhá. Bác lưu ý là như vậy, dùng thoải mái giúp em, không phải lo, cứ bắt đầu sử dụng tầm độ nửa tiếng nó đã tiết kiệm điện cho các bác rồi. Ví dụ như dòng Capper đây, Capper con 9.000 mà dòng cơ các bác đang lắp đặt trọn gói nó chỉ rơi vào là bây giờ giá nó cao hơn so với đầu mùa là 5.660.000. 5.660 là cơ một chiều 9.000. Còn các bác mua máy không thì các bác cũng trừ đi là 800.000, còn có hơn 4 triệu đồng thôi. Hơn 4 triệu đồng thôi. Và một cái thương hiệu khác ở các bác này, các bác mua giá cũng rất chỉ hợp lý trong cái mùa hè năm nay, đó là thương hiệu của LG. LG thì hiện tại sang có dòng 9.000, 12.000, 18.000 và kể cả 24.000, cũng rất phù hợp với các bác nào có thu nhập nó tầm trung hoặc tầm thấp. Ví dụ như là có LG thì bây giờ em đang bán 9.000, tất cả 9 đến 24, toàn bộ là dòng Inventor tiết kiệm điện. 9.000 bây giờ chỉ có 8.020.000. Còn 12.000 thì đang bán là 8.900.000. Toàn bộ là tặng trọn gói cả công và vật tư lắp đặt các bác nhé. Còn các bác không lấy thì trừ đi 800 cho các dòng 9.000 và 12.000. Còn 18.000 thì đang bán là 13.600.000. 13.100.000 cũng tặng trọn gói cả công và vật tư lắp đặt. Các bác lấy máy không con 18.000 này thì sẽ trừ đi là 900.000. Còn con 24.000 thì đang bán rất rẻ, mới có 16.240.000. Lấy máy không thì trừ đi 1 triệu, còn có 15.240.000 cho con 24.000 của bên LG. Ở phía bên ngoài cùng thì tất nhiên rồi, hai cái thương hiệu nổi tiếng mà em vừa bảo mọi người đó là những thương hiệu của Daikin và Bala. Thì em chỉ đọc cho các bác cái giá mà nó chỉ dao động nhé, bởi vì Daikin Bala nó cực kỳ là nhiều model và nó thuộc vào trong những dòng điều hòa cao cấp và giá thành nó cao, nó sẽ không phù hợp cho các bác nào mà có nguồn thu nhập thấp hoặc là lắp cho khu vực nhà trọ. Đấy, nhà trọ chúng ta lắp tầm thấp thôi. Đấy, thì Daikin dòng cơ nó sẽ dao động từ hơn 8 triệu đồng trở lên là các lắp đặt, và dòng Inventor sẽ rơi vào là hơn 9 triệu đồng, gần 10 triệu đồng cho cả lắp đặt. 9.000, 12.000 thì các bác cộng thêm 1 triệu rồi nhá, 12.000 cộng 1 triệu và 18.000 thì nó sẽ rơi vào 15-16 triệu cho cả lắp đặt. Còn đối với Panasonic thì gồm dòng cơ và đây và Inventor cũng sẽ tương đồng so với con của bên Daikin. Giá nó hai thương hiệu này ngang nhau và Panasonic sẽ cao hơn của Daikin tầm 200.000-300.000 một bộ. Là sẽ chọn gói cả lắp đặt. 9.000 thì sẽ rơi vào là hơn 9 triệu đồng và 12.000 là hơn 11 triệu đồng cho các bác cả lắp đặt chọn gói mọi nhá. Thì các bác mà muốn mua có thể trực tiếp qua showroom điện máy Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Website ecomax.vn, hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua thông tin em để phần mô tả để các bác đặt hàng.
Đấy, những dòng sản phẩm này em giao bán vận chuyển lắp đặt miễn phí 20 km đầu tiên. Và xa hơn tầm 30-35 cây em lắp đặt được, xa quá thì em không có về lắp đặt được các bác nhá. Em sẽ để cho các bác máy không với cái giá em trừ đi 800-900 1 triệu đồng để các bác lựa chọn. Ok, Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.